Đây là cách nấu đùi gà chiên kiểu mới đang rất hot. Không cần chiên ngập dầu cũng không cần nướng. Ở nhà cũng có thể làm ngon như ngoài tiệm. Kiến nghị các bạn nên lưu video lại nhé. Chuẩn bị hai cái đùi gà, lọc bỏ xương, dùng sống lưng dao băm nhẹ lên thịt. Như vậy càng dễ dàng ngấm gia vị. Sau đó cho hành, gừng, rượu gia vị, muối, bột hạt tiêu. Bạn nào thích vệ sinh có thể đeo bao tay, hoặc rửa sạch tay rồi trộn giống mình cũng được. Ướp 18 phút, cho xì dầu, dầu hào, mật ong, rượu gia vị vào bát, nửa bát nước. Khuấy đều vậy là nước sốt đã xong. Đập một quả trứng vào bát đánh đều. Thả tim với bạn chỉ là chuyện đơn giản, nhưng với mình nó có thể khiến bạn vui vẻ cả ngày. Nhờ bạn hãy thả tim ủng hộ video này của nhà em. Dầu nóng cho thịt vào chiên, mờ lửa nhỏ, chiên đến khi các mặt chín vàng, cho nước sốt vào. Đậy nắp nấu sau phút, thỉnh thoảng nhớ lật để gia vị ngấm đều nha. Nấu đến khi nước sốt gần cạn là có thể ăn được rồi. Mỗi lần mình làm món này, cả nhà mình ai cũng mê. Nếu thích bạn hãy lưu video lại làm thử nhé.